Xin chào mọi người và nhất là các em gái tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Đây là video clip anh làm về cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các em. Phải nói rằng là tuổi của các em vừa trải qua cái năm Mậu Tuất 2018 với đầy những cung bậc mà khó khăn cả trong công việc cũng như các mối quan hệ xã hội, thậm chí là gia đạo. Phải nói là cái năm Nhâm Tuất vừa rồi là một trong những cái năm mà có thể nói là xấu nhất trong các năm từ cái ngày mà các em biết dấn thân vào đời, biết thế nào là cuộc sống gia đình, biết thế nào là cuộc sống của xã hội. Thì rõ ràng là cái năm Mậu Tuất 2018 vừa rồi thì như đã làm cái video mà anh làm đầu năm 2018 thì anh đã cảnh báo rằng là tuổi của các em nó rất là xấu. Tuy nhiên nó sẽ xấu, nó sẽ tốt dần sau cái tháng mà tháng 9 âm lịch thì cũng có cái nhiều điều mà tích cực. Thì năm nay thì nó dĩ nhiên anh đã nói là năm ngoái là xấu nhất trong 60 con giáp thì năm nay nó phải có tích cực hơn. Tuy nhiên là nó tích cực bao nhiêu, nó tốt hơn năm trước thôi hay là nó thay đổi 180 độ thì cũng phải xét thử nó ra sao. Thì đầu tiên hết thì anh cũng như các video của các năm trước thì anh cũng vẫn tổng hợp cái thiên tính của các em một tí xíu để dựa vào cái thiên tính cũng như là cái tử vi trọn đời tóm tắt mà ứng dụng cho cái năm Kỷ Hợi 2019. Thì các em thì tuổi Nhâm Tuất thì như anh nói ở các video trước thì đa phần là người tốt tính, do là Tuất mà dần ngọ Tuất là những người thích trong cái tam hợp hỏa cục, cho nên là thường là những người trực tính, trung thành, hoạt bát, suy nghĩ thì khá là sâu sắc, thường là người nhiệt tình, không ngại khó khăn, dễ gây cảm tình với cái người lớn tuổi mà từ đó thành công trong cái sự nghiệp của mình. Anh đã nói ở trong ấy tuy nhiên các em mắc phải cái nhược điểm là hay cố chấp, ít chịu nghe lời của người khác góp ý, thậm chí là những người có nhiều kinh nghiệm hơn, nên vì thế cũng gặp nhiều cái khó khăn ở trong cuộc sống, thất bại cũng không ít. Với cái sự tinh thần tự lực của các em, người Nhâm Tuất thì do là nam nhâm nữ quý, mình mạng nữ nhưng mà nắm chữ nhâm thì các em là cứng cỏi, là khó có thể đánh gục được các em, cho nên là thì đa phần các em là đi vào đời sớm và khá cực thân, bởi tuổi của các em là Tuất là thổ mà mạng là mạng thủy, gọi là bị tương xung, tuổi mạng tương xung, vốn là người có công danh sự nghiệp sẽ gặp nhiều sóng gió khó khăn mới tạo thành chứ không phải được dễ dàng như mọi người. Người mà các em mà sinh vào xuân, mùa xuân á, thì gọi là tốt số, còn các mùa khác thì lại không được an nhàn cho lắm. Người mà Nhâm Tuất á, là như vậy. Cái chữ nhâm của các em á, là hành thủy, nào âm cũng hành thủy, Tuất á, là thổ, mệnh á, là mệnh thủy, mệnh là đại hải thủy, cho nên mà cái Tuất của các em nó được gọi là gì, người ta có một thời nói là xong cái nước mà nước đục, nước không được trong, cho nên là vận thế vận đời nó cũng không được suôn sẻ. Gặp thí dụ như người ta nói là bên trong thì dễ nhờ, mình là con gái mà gặp nước đục thì cuộc đời nó khá thăng trầm, có chút khó khăn. Tính thì nóng nảy, do thủy mà đại hải thủy mà cái ào rồi thôi. Nhưng mà như vậy thì như đã nói mà mình nóng nảy, mình là nữ mình quá nóng nảy thì nó cũng sẽ không tốt đẹp. Nó cần, nói chung là nữ thì cần nhu mì hơn một chút so với tuổi của các em. Các em là người mạng thủy, cung càn nạp âm ngũ hành thì kim là người có nạp âm mà tương sinh bản mệnh, nên là người phù hợp với cái vai trò làm ở trong đám đông, thích hoạt động, muốn nổi danh, có khả năng đảm nhận những cái công việc mà người khác không dám làm. Chính vì cái này nè, tức là tự tin vào bản thân mình quá, muốn chứng tỏ mình, không thua gì một người đàn ông, cho nên là dễ bị khích tướng lao vào những việc mà ngoài khả năng rồi gánh lấy cái hậu quả thất bại.
Thêm nữa là dù là nữ nhưng quá nhiều cái tham vọng muốn khẳng định mình, cho nên là không không có được hanh thông công việc, tức là mình vượt cái quá cái khả năng của mình. Phải nói là vào hậu vận trên 40 tuổi thì các em mới đầm thắm hơn thì mới có sự thành công, chứ không phải là tốt đẹp. Thì như vậy thì đang năm nay là mới có 37 bước qua 38 à, vẫn chưa chắc là vừa qua cái năm vừa rồi sẽ ngộ ra nhiều cái kinh nghiệm, ngộ ra nhiều điều hơn ở trong cái cuộc sống để mà biết là mình cương nhu nó như thế nào ha. Rồi đó là những cái thiên tính cũng như là cái tóm tắt cái tử vi cả đời mà đối với tuổi của nhâm tuất nữ mạng của các em. Thì vận vào cái năm 2019 này thì nó sẽ ra sao thì mình sẽ bắt đầu mình tính. Đầu tiên hết xét về tử vi của bên ngoài ha, tử vi của tổng thể thì các em là mạng đại hải thủy, tức là nước của biển lớn á, nước đục nhiều phù sa. Mạng thủy mà gặp năm mộc á là sinh xuất chủ xấu về sức khỏe, không tốt đẹp về mặt sức khỏe, thậm chí là về mặt tiền tài hao tài. Các em á là gặp sao văn hớn là sao chủ, sao văn hớn là đem lại rối rắm và nạn tai. Các em của năm Kỷ Hợi 2019 á là sao văn hớn chiếu mạng, công việc làm ăn thì tương đối là trung bình thôi. Đặc biệt là các em là phải cần cẩn thận cái khẩu thiệt, tức là phòng thị phi, phòng bị thương tật đau ốm, dễ gặp bị kiện thương bất lợi nhất là vào cái tháng 3 và tháng 9, tức là hôm nay là tháng 2 rồi, giữa giữa tháng 2 rồi ha, tháng 3 và tháng 9 là hai cái tháng xấu nhất của năm này đối với tuổi của các em. Đầu như vậy là cái các em mà gặp sao văn hớn này thì người ta nói là thường sinh đều trái nghịch lòng, dễ bị tai tiếng, hao tốn. Sao văn hớn thì nó lại thuộc hành hỏa, các em là mệnh thủy, có thể nói là cái sao này với mạng của các em là nó tương khắc khá xấu, phải tốn hao sức khỏe thậm chí là tiền bạc. Sao văn hớn ha là thấy một cái sao không ngon lành rồi. Hạn là ngũ mộ, hạn này là dễ mất của hao tài, đề phòng kẻ xấu ăn trộm lừa gạt, bạn bè lừa gạt tiền bạc, nhớ cẩn thận ha. Vận niên của năm 2019 năm Kỷ Hợi đối với tuổi nhâm tuất nữ mạng là trư phùng hỏa, là heo gặp lửa xấu. Cái vận niên này là hình tượng của con heo mà bị quay hay nó vui heo quay nóng nảy ha, cho nên là có nhiều biến cố đột xuất, làm nhiều vất vả nhưng thu nhập không đáng là bao nhiêu. Giúp người khác thì gặp cảnh làm ơn mất quán, cho nên là có thể nói là thời cơ cũng không có được ngon lành. Kỹ lưỡng suy xét ha, nên chỉ làm những cái việc mà trong tầm tay thôi, hoặc là thậm chí là làm công ăn lương thôi, đừng nên đầu tư, tránh đầu tư ở trong cái vận niên như thế này. Vận niên mà lúc nào cũng cảm thấy nóng nảy, cũng thấy bứt rứt ở trong người hết, mà như vậy thì nó sẽ không tốt đẹp, rồi để mình đầu tư ra nó sẽ xảy ra cái điều mà mình không có lường trước được. Người ta nói là phải cẩn thận, nhất là những cái năm mà mình bị vận niên chưa phùng hỏa là làm gì cũng phải suy xét kỹ càng và cần kiên nhẫn một chút nếu không muốn bị thiệt hại nặng nề. Rồi thiên can thì chữ nhâm với chữ kỷ là xét về mặt tử vi là bình hòa, chủ về một năm công việc làm ăn bình thường, không đến nỗi nào. Tuy nhiên nó là nhâm quý là thuộc thủy, mậu kỷ thì thuộc thổ, cho nên có thể nói về nạp âm ngũ hành là tương khắc, thổ khắc thủy, cho nên là tiền bạc cũng không ngon lành, là công việc làm ăn cũng có những cái rắc rối riêng chứ không phải là thuận lợi. Địa chi tức hợi, xét về mặt tử vi cũng là bình hòa, không có hình không có hại nhau. Ok, như cho nên là có thể nói là một năm gia đạo cũng tương đối không có đến nỗi nào là nhiều phức tạp,
và cây gỗ nếu mà xét về cái tử vi của con năm. Như vậy phối hợp các yếu tố trên đứng về mặt ngũ hành mà luận giải thì năm Kỷ Hợi thì can Kỷ thuộc âm, ngũ hành thì hợp thổ, cho nên là trung vận thiếu cung. Thổ sẽ vượng, sẽ là năm thổ vượng. Mà năm thổ vượng á, đối với người mệnh thủy là không có tốt đẹp, đặc biệt là hai cái tháng mà thổ sẽ rất là vượng, đó là tháng 5 và tháng 6. Như vậy thì không có ngon lành, sao hạn vận thế vận niên đều bất an, báo hiệu công việc làm ăn cũng như gia đạo tình cảm có nhiều chống trái trở ngăn. Được cái ngũ hành là gặp cái ngũ hành mà mệnh thủy gặp năm thổ vượng thì lại có nhiều khó khăn, nhưng đại hải thủy mà của các em á thì cũng không có quá ngại cái năm thổ vượng này lắm, tại vì á, là mình nước nhiều mà thổ vượng đi nữa thì cũng có cái mình là biển, là biển đục mà biển mà nhiều phù sa đúng không, cho nên là mình cũng không ngán cái năm thổ vượng này lắm. Có thể nói cái năm Kỷ Hợi cuộc sống báo hiệu có nhiều điều không thuận, nhưng mà mình vẫn có thể gọi là cẩn thận mà vượt qua, không bị thất bại lại còn có thể đạt được cái thành quả mà hơn là cái năm vừa rồi rất là nhiều. Đó là cái điều mà mình vui mừng ha. Đây là năm tiếp tục cũng phải cần nhiều cố gắng, thì mới sự nghiệp mới có thể có cái chút tiến thăng. Tuy nhiên đừng nên mưu sự lớn ở trong cái năm này, dù là năm vừa rồi thất bại, năm này nó chỉ tốt hơn một chút thôi, cho nên là không nên mưu sự chuyện lớn. Nếu là các em thì anh mới vừa trải qua cái năm mà gọi là bị bầm dập như năm 2018 năm Mậu Tuất, thì năm nay các em thì vẫn ở cái tình thế là có thể là mình đi làm công, có thể là mình bắt đầu cái nhỏ mình xây dựng, chứ còn mình chưa có bung lên hết cỡ ra. Đừng có mà năm trước là mình đã thất bại, năm nay mình xuống xuống lớn để mình gỡ lại là thua luôn, với những cái vận niên vận thế tất cả sao hạn ở về cái tuổi của mình nó như vậy. Xét về cái bề ngoài mà nó như vậy của năm rồi, thì bây giờ mình xét coi là cái sao hạn bên trong các phúc tinh và bại tinh hay là phá bại tinh nó có ảnh hưởng gì đến đến cái vận thế, cái vận niên của các em hay không. Thì công danh sự nghiệp của năm 2019 xét về tứ trụ thì các em gặp thiên hư và địa xung. Thiên hư thì công danh tài lộc sẽ không thuận, thường gặp chống đối trở ngăn. Còn địa xung là nói về gia đình, mà địa xung thì gia đình tình cảm cũng có nhiều việc không vừa lòng, gọi là nên an nhẫn chịu đựng thì ít thiệt hại hơn. Xét về mặt tử vi thì tiểu vận của năm Kỷ Hợi 2019 là đi vào sinh địa đối với tuổi Nhâm Tuất nữ mạng. Thì như đã nói đi vào sinh địa thì nó có lợi danh lộc vẫn phúc thọ, đồng thời cũng có thể ngăn chặn hóa giải các sự xấu, các sự chẳng lành của sao hạn xấu gây ra. Đại hạn 10 năm kể từ năm 35 tới năm 44 tuổi là thời gian công danh sự nghiệp gặp nhiều trở ngăn, cuộc sống gia đạo thì không yên ổn. Tiểu vận của năm á, chịu ảnh hưởng không tốt của đại hạn nên không đủ khả năng để vượt qua những cái chướng ngại, những cái khó khăn ở phía trước, nên cố gắng phòng chuyện xấu có thể xảy ra nếu mà dính đến cái kiện tụng đến công quyền là sẽ không tốt đẹp ha. Tọa cung tiểu vận thì có chính diệu nam đậu tinh quân, đó là thiên tướng, đắc địa tọa thủ. Với cái thiên tướng công danh sự nghiệp hưng vượng, mưu sự được toại lòng. Đặc biệt thiên tướng là một người ta gọi là quyền tinh chứ không phải là phúc tinh, là quyền tinh thuộc hành thủy, cho nên là đối với người mệnh thủy thì càng thêm lợi lộc, sẽ tăng thêm khả năng để các em có thể khống chế thời vận. Nếu như mà các em làm ở trong cái môi trường mà quan vận, hoặc là môi trường mà cần cạnh tranh lên chức, thì dù là cái tử vi của năm sau mình có thiên tướng đắc địa tọa thủ ở trong tọa cung tiểu vận này thì vẫn có thể là mình sẽ được lên chức. Năm là mình báo hiệu là mình có thể là không có về tài lộc, mình có gặp rắc rối, nhưng mà chức quyền mình vẫn có, mình vẫn lên được.
Thậm chí là nếu như ở trong cái môi trường mà làm ăn kinh doanh đó, thì đây là một cái điều tốt ha, tạo ra cho mình cái thế chủ động, cái thế nắm quyền ở trên cái thương trường. Tuy nhiên ở hạn thì có kình kình dương là lực sĩ, lại thêm ông tuế phá nó thiên hư cùng nằm ở trong hạn thì rất là dễ sinh hao hư tốn kém. Gia đình có người là bệnh hoạn gây hao tốn, tại vì hoặc là chồng mình nó phá ha, chồng mình nó đau ốm mà nó phá, rất là dễ bị tai tiếng thị phi trong cái quan hệ thân tộc bạn bè. Với tình hình này thì các nàng đang làm việc ở hãng xưởng cũng nên cố gắng là nếu như mình được đề bạt thì cũng phải tránh những cái lời dị nghị bàn tán xung quanh, tuy không ảnh hưởng đến cái sự thăng tiến của mình, nhưng mà nó cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc và lợi nhuận của cái việc kinh doanh. Nếu ở lĩnh vực mà kinh doanh thương mại á, thì thật sự là phải cần nhường nhịn khôn khéo. Thì do như đã nói ở trên đó là mọi người mà nắm chữ nhâm nữ mạng nó rất là nóng tính bất ngờ, cho nên là sẽ là gây ra thiệt hại trong làm ăn. Cần phải biết nhường nhịn ha, ở trong cái thời điểm này, cái thời điểm của cái vận thế vận niên của mình là không tốt đẹp, thì mình mới có cái đường hướng để mà đi lên, rõ ràng là không ngon lành lắm ha. Tử vi thì đặc biệt có phá toái ở hạn nữa, thì thường làm cho tinh thần của mình suy sụp, tinh thần của mình nó không thoải mái mà đưa ra những cái quyết định mà gây khó khăn chán nản. Thì nhờ có tử phù thiên việt thiên việt thiên không, thì ảnh hưởng của hóa giải, ảnh hưởng của cái tử phù và thiên việt này là phần nào hóa giải cái khó khăn của các em ở trong cái hạn với những cái khá nhiều phá và bại tinh. Cái đặc biệt là với cái thiên việt và thiên không này thì rất dễ có người trợ giúp, người lớn chức lớn trợ giúp mình một cách bất ngờ. Cung mệnh thì có thái dương thiên không, thái dương này thì rất là tốt trong con đường mà quan vận làm ăn. Tuy nhiên là nó đi trước thiên không thì cần để ý những cái người hợp tác với mình dễ sinh bất hòa tranh cãi, nếu không thì dễ bị liên lụy vì cái người này, cho nên là hùng hợp làm ăn với mà bị có thái dương và thiên không ở trong cùng một cái cung thì rất là nguy hiểm. Đặc biệt là có cung phúc đức thì có long đức thiên đức, đây là hai cái phúc tinh cực kỳ tốt cho những người mà ở vào cái vận thế không tốt đẹp. Các nàng sẽ có người giúp đỡ của mình giảm bớt phần khó khăn trong công việc cũng như tình cảm. Tuy nhiên bản thân của các nàng thì gặp có long đức và thiên đức thì phải tận tâm, phải cố gắng là làm những cái điều thiện điều lành mà vượt qua các khó khăn. Cung tài bạch thì rất không tốt vì có đại tiểu hao đáo hạn, không nên bỏ vốn đầu tư, chỉ cần cố gắng công việc đang làm thì yên ổn, chứ nếu như bỏ ra là mất. Cho ai mượn tiền trong năm này thì khẳng định không đòi được ha, cũng giống như năm vừa rồi vậy đó, có bao nhiêu tiền nó đi từ cửa trước ra cửa sau hết. Năm nay thì nó đỡ đần hơn, vì là dù sao đi nữa thì cả năm nó vẫn là không bị khắc như năm vừa rồi, là màu nó khắc nhanh, công việc ảnh hưởng ha. Rồi là vào năm tuổi nó bị trực thái tuế, năm nay không có thái tuế cho nên là không có đến nỗi nào. Nhìn chung các mặt đó, năm Kỷ Hợi 2019 sao hạn thì yếu kém, vận niên thì bất an, chỉ có tiểu hạn đi vào tháng địa đặc biệt thì có nhiều phúc tinh tài tinh đem lại may mắn bất ngờ. Tuy nhiên là cũng có phá và bại tinh rất nhiều ở trong cung mệnh, cho nên là gặp đây là vẫn đang trong cái giai đoạn đại hạn rất là xấu, sẽ có nhiều tác hại không tốt. Đây là năm có thể nói là xấu tốt đang xen, tùy cho nên là phải tùy vào cái tháng mà biết là tháng nào nó được cái vận thế tốt và tháng nào nó sẽ bị ảnh hưởng xấu. Rồi về mặt tình cảm và gia đạo thì năm Kỷ Hợi 2019 sao chiếu mạng, tất cả mọi thứ đều không tốt đẹp.
mạng thì bị sinh xuất, hạn thì hoặc gặp năm thổ vượng đối với mệnh thủy, tất cả là đều không tốt đẹp. Sao hạn mọi thứ chỉ có vận niên là ok, chỉ có là thiên can và địa chi ok. Thì tình cảm thì nó thường nó gắn liền với các cái địa chi, thì địa chi tương đối ổn định, cho nên có thể nói là tình cảm gia đạo của các em thì cũng không có nhiều rối rắm lắm ha. Đối với những người mà đã có gia đình thì với thiên thủy, với thai cộng với thai cùng cùng hội thì vợ chồng có thể nói là có tiếng nói chung, cùng nhau gắn bó để vượt qua khó khăn. Tuy nhiên là cái năm 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 Kỷ Hợi 2019 này nó có cái khó khăn, có một chút gì đó ảnh hưởng đến cái gia đạo không được tốt đẹp bởi những cái phá và bại tinh ở trong cái cung mệnh, đặc biệt đó là có tử phù, đặc biệt là có cả cái cái tan môn ở trong mệnh của các em, thì gia đình rất, người thân rất dễ bị nhà rất dễ có tan, gọi là gia đạo rất dễ có tan, nhưng không phải là tan gần, có thể là tan xa chứ không phải là đại tan ha. Còn đối với các người mà độc thân thì rõ ràng là năm nay tình cảm ở trong cái năm này nó sẽ có nhiều cái tiến triển tốt đẹp hơn, không có đến nỗi nào là xấu, không có đến nỗi nào thị phi tai tiếng như là bị trực thái tuế như cái năm Mậu Tuất, cho nên là cũng cứ yên tâm, mình sẽ có được cái người mà mong muốn với Long Phượng Hỷ Hội cùng cùng nhập hạn, cùng nhập cung mệnh thì rõ ràng là sẽ có người lý tưởng, và thậm chí là nếu mà là được thì năm nay kết hôn vẫn là năm tốt ha. Còn về phần sức khỏe và bổn mạng thì rõ ràng là năm Kỷ Hợi cho rằng là sao hạn can chi đều có những cái bất an. Hạn thì có những cái phá và bại tinh, cho nên là đề phòng sức khỏe, đặc biệt là bổn mạng người bệnh sinh xuất thì sức khỏe cũng tương đối là không tốt đẹp. Tuy nhiên là người nhâm túc của nữ mạng là do là nắm chữ nhâm, cho nên là mạng của mình cũng khá nặng, sức khỏe cũng khá tốt, cho nên là cũng thiệt sự mà nói thì rõ ràng là năm này xấu về bổn mạng và sức khỏe, nhưng đối với người nhâm túc nữ mạng thì không có việc gì là quá nặng nề. Nếu đã, nếu anh đã vui, nếu mất mạng thì đã mất ở trong năm Mậu Tuất rồi, không có kéo đến năm này đâu ha. Cho nên là năm này mình sẽ tốt đẹp hơn, có nhiều điều khởi sắc hơn rất nhiều. Thì đó là cái thông tin, cái thông tin mà anh tổng hợp được để anh chia sẻ cho mọi người biết về cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các em. Thì bây giờ anh sẽ vận vào luôn cái vận hạn 6 tháng để xem là khúc nào là cái mạng của em nó sẽ tốt đẹp, làm ăn nó sẽ ok, và lúc nào là nó không tốt đẹp. Thì đầu tiên hết là tháng giêng của năm Kỷ Hợi 2019, tháng giêng là tháng Bính Dần, là các em đã trải qua tháng giêng rồi, thì mệnh là thủy khắc hỏa, bổn mạng tương khắc tháng, phòng bệnh nạn bất ngờ. Chữ nhâm nó khắc chữ bính, thiên can tương khắc tháng, gặp nhiều khó khăn. Chữ nhâm nó khắc chữ bính ha, chữ nhâm của nhâm tuất nó khắc chữ bính, cho nên là thiên can không tốt. Địa chi thì thuộc nhóm tam hợp dần ngọ tức thì tốt đẹp về gia đạo. Như vậy tháng giêng bổn mạng không tốt ha, công việc thì khởi động một năm rõ ràng cũng không tốt đẹp vì đối với tuổi của các em với chữ nhâm nó khắc chữ bính ha. Và các em đã trải qua rồi, hôm nay đã là ngày mùng 10 tháng 2 rồi thì các em tự nghiệm lấy. Tiếp đến là tháng 2, tháng Đinh Mão là tháng này, các em tháng Đinh Mão thì nó cũng tiếp tục là tháng hỏa. Như vậy mệnh thủy khắc hỏa, bổn mạng thì tương khắc tháng,
phòng bệnh mạng bất ngờ. Mình là bổn mạng của mình không tốt, gặp bổn mạng của tháng của mình lại khác tháng nữa, bổn mạng thì của năm thì mình bệnh xuất, cho nên là mình tháng này mình cũng không tốt đẹp lắm. Gọi là bổn mạng mình không tươi sáng lắm, mà bổn mạng không tươi sáng thì không có lợi cho phúc tinh và tài tinh. Thiên can đinh của đinh mão hợp với chữ nhâm. Đây là thiên can thuộc ngũ hợp, đây là sự hợp nhân tự chủ về cái chữ nhân, cho nên là dụng người rất thành công, công việc dễ hanh thông. Địa chi tuất với mão là thuộc nhóm lục hợp. Như vậy là tháng 2 tốt đẹp hơn tháng giêng, vì là có lục hợp của địa chi, có ngũ hợp của thiên can, chỉ có một chút về bổn mạng thì không đến nỗi nào, có thể nói là vẫn sinh tài lộc ok. Tiếp đến là tháng 3, tháng Mậu Thìn. Tháng này là tháng không tốt đẹp đối với tuổi của nhâm tuất. Hồi nãy đã nói ở trên rồi, để ý tháng 3 và tháng 9. Lý do tại sao? Như vậy tháng Mậu Thìn là tháng mộc, như vậy mệnh là thủy sinh mộc. Bản mệnh sinh xuất tháng sức khỏe yếu cần cẩn trọng, nên nhớ bản mệnh của mình cũng đã sinh xuất năm gặp bản mệnh sinh xuất tháng không tốt đẹp, rõ ràng là có vấn đề về bổn mạng. Thiên can chữ mậu nó sẽ khắc chữ nhâm. Thiên can bị tháng tương khắc, công việc khó khăn, cẩn thận phòng bệnh, phòng những cái chuyện mà rướng tới pháp luật. Đây là cái tháng rất là khó khăn về bổn mạng. Rồi đã sinh xuất cái bổn mạng rồi, bây giờ tới thiên can nó bị như vậy, thì khi bổn mạng nó sinh xuất thì phúc tinh và tài tinh nó bị yếu đi, gặp vô thiên can nó dập nữa chết. Thìn với tuất, địa chi là lục xung. Lục xung là mô tả cái sự chống đối, đối chọi nhau. Như vậy gia đạo cũng không có vấn đề. Gia đạo cũng có vấn đề, lục xung mà làm sao không có vấn đề được. Cho nên là không tốt về phúc tinh và tài tinh, không phát sáng được, gặp thiên can tương khắc, địa chi tương khắc, cho nên tháng 3 là cực kỳ xấu đối với tuổi quốc các em. Các em cần cẩn thận nhiều điều ha, các em nhận thức nữa ha. Tiếp đến là tháng 4, tháng Kỷ Tỵ, tiếp tục là một tháng mộc. Như vậy mệnh tiếp tục là sinh xuất, cần cẩn trọng bệnh nạn giống như là tháng 3. Thiên can nhâm kỷ thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Nhâm thì thuộc thủy, kỷ thì thuộc thổ, cho nên tương xung về nạp âm ngũ hành cũng không tốt lắm cho công việc, nhưng mà vẫn không chế được. Địa chi tỵ tuất thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không tương hợp. Như vậy thì tháng tư chỉ phải để ý cái phần bổn mạng ha, nhưng mà không được tốt đẹp về vận thiên can và địa chi như là tháng 3, nhưng mà cũng không có tương khắc gì hết. Hy vọng là với cái sự tốt đẹp của thiên can và địa chi của tháng 3, nó sẽ kéo qua luôn tháng 4 cho các em ok. Tiếp tục là tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng canh ngọ, là một tháng thổ. Anh đã nói hai tháng thổ cực thổ của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng 5 và tháng 6. Hai tháng này là hai tháng thổ, thì mệnh là thổ nó khắc thủy. Bản mệnh bị tháng tương khắc, sức khỏe yếu, cẩn trọng bệnh nạn và tai nạn. Thiên can chữ nhâm với chữ canh thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau, công việc cũng tương đối không có việc gì phải đáng lo. Địa chi là nhóm tam hợp dần ngọ tức, thì dấu hiệu của may mắn cho cả công việc và gia đạo. Như vậy tháng 5 được tam hợp, nhưng mà cẩn thận về sức khỏe, công việc không có vấn đề. Tiếp đến là tháng 6, tháng Tân Mùi, cũng sẽ giống như là tháng 5, mạng là thổ khắc thủy, cho nên là bổn mạng rất là cần cẩn trọng, vì bổn mạng của các em đã bị sinh xuất rồi, vô đây gặp hai tháng thổ cực vượng nữa, khống chế cái mệnh thủy của các em, đề phòng đặc biệt là tai nạn. Thiên can á, chữ nhâm với chữ tân thì cũng không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là không hình hại, cũng không có tương hợp cho nhau. Nạp âm ngũ hành của tân canh là kim ha, nhâm quý là thủy, cho nên là có thể nói là nạp âm ngũ hành của cả tháng 5 và tháng 6 đều là tương hợp, kim sinh thủy cho cái thiên can. Có thể là sinh tài lộc nhưng mà không quá lớn ha.
Địa chi Tuất với Mùi là thuộc nhóm tự hình. Ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh, cho nên là gia đạo cũng không có nhiều cái điều tốt đẹp, thậm chí là có tương xung, có cái chuyện rầy rà rấy rốt, không có được thoải mái lắm. Như vậy thì với vận hạn 6 tháng đầu năm thì các em phải đặc biệt chú ý, cẩn thận nhất là tháng 3, cũng giống như là anh đã nói ở trong cái tử vi cả năm, tháng 3 có nhiều điều xấu xa, không có tốt đẹp, kiên kỵ tùm lum, cho nên là tháng 3 nên xếp cánh đại bàng lại ha, mình yên lặng mà để vượt qua. Còn tháng 5, tháng 6 thì bổn mạng hơi nguy hiểm, cho nên là phải cẩn trọng nếu không muốn gặp chuyện bất trắc. Như vậy thì anh đã tổng hợp xong cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm. Rất mong những cái thông tin này sẽ giúp được các em nhâm tuất nữ mạng có được cái sự có thêm cái lòng tin để vượt qua một cái năm báo hiệu sẽ còn nhiều khó khăn, bởi những cái khó khăn mà năm 2018 nó để lại qua tới năm nay ha. Nếu như các em xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi nhâm tuất nữ mạng biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi ở YouTube, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của mình hoặc người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.